Xin chào mọi người, mình đang ở trong viện dưỡng lão. Thì đây là cái khu vườn ở trong viện dưỡng lão. Thì phía sau lưng mình là có một cái cây cherry mọi người. Đây, thì cái cây cherry này nó có rất là nhiều trái nha. Nó chín nhưng mà không có ai hái ấy. Nói chung là cái quả nó hơi nhỏ và nó không có ngọt như là trái ở trong siêu thị người ta bán. Nhưng mà mình thấy ăn cũng được. Và bây giờ mình sẽ hái một ít quả cherry ở đây. Mình đem về mình ăn thử là nó như thế nào. Đây là cái cây cherry mà quả nó chín rất là nhiều luôn mọi người. Mình thấy chỉ có một cái con sóc nó ăn thôi á, chứ còn người không ai ăn á. Bây giờ mình hái thử. Ở ngoài này có quả đỏ này nè. Cherry ở đây đó. Mình ăn thử. Mình lại thích cái này mọi người, nó ngọt ngọt chua chua. Ngon. Chứ không phải là không có ăn được nha. Quá đỏ nè. Nhìn cái cây là trĩu quả luôn mọi người nha. Đây nè. Ngó lên bắt mỏi cổ. Mình phải hái mọi người, không thôi là con sóc ăn hết á. Bên đây có mấy quả đỏ đẹp nè. Mấy quả đỏ này mới chín này. Đó. Cái quả mà đỏ đậm đi không có chín mọi người. Đây nè. Đấy. Đây có một chùm to. Nè. Đó nè. Một chùm to luôn. Mọi người không có ai hái hết, mình hái. Để ăn. Này to nè. Ôi giời giời. Bên dưới này con. Quả đỏ này mới ngon. Quả đỏ như ri mới ngọt mọi người nè. Quả đỏ như ri mới ngọt nè. Ngọt. Đỏ ngọt ngon. Đây cái chùm này toàn là đỏ không luôn. Màu đỏ. Mình đã hái được một giỏ rất là nhiều mọi người. Ngày hôm nay đi làm mình hái được một mớ. Hái được một mớ quả cherry mọi người. Đây. Quả cherry này mọc ở trong viện dưỡng lão có một cây đây, mình hái được cũng còn rất là nhiều, mình chỉ hái sơ sơ thôi đó mà được nhiều như thế này đây. Cái này thì ăn thì nó không có ngon xuất sắc như là ở trong chợ người ta bán. Nhưng mà được một cái đó là mình thấy ăn cũng được.
Với hai nữa đó là nếu như mình về mà mình không ăn á thì mình làm quả nào mà không đỏ mọi người, đỏ như đây này là không ngọt, mà quả nào mà không còn đỏ tươi như thế này là chưa có ngọt, nó chua. Nhưng mà mình thấy cũng được khá là nhiều. Cái này mà mình đem về mình làm mứt, mứt để mà mình ăn với bánh mì buổi sáng rất là ngon. Cái này mình hái thì cái nào quả nào mà ngọt, đỏ ngọt thì mình ăn tươi, mà còn không á là mình làm mứt. Hôm nay đi làm là thu hoạch được một ít quả cherry. Bây giờ mình sẽ mình bỏ vô đây mình đem về nhà mọi người. Bỏ vô bao đem về nhà. Mình thích cứ bỏ luôn cả lá vô luôn. Bỏ luôn cả lá vô rồi về nhà thì được ra. Được một bao to luôn. Quả cherry đỏ. Đây là thành quả của ngày hôm nay. Hết giờ làm việc rồi, nhưng mà bây giờ phải chờ ba với David lên đón về. Hôm nay là ngày lễ mọi người, cho nên á là xe người ta chạy cũng chậm lắm, 15 phút 30 phút mới có một chuyến á. Cho nên là thôi chờ ba với lại David, bà ba David lên đón mẹ về. Đứa một đây. Lý chạy lên đón mẹ hả? Mẹ ba làm cái xe mà của ba to đó mẹ. Nên nếu mình không đi ra được, không đổi thì ba làm cái xe nó hầu 2 giờ đến phố. Mấy chị đây. Quả cherry. Thôi sắp việc, rồi mẹ làm mứt cho ăn. Thôi đi ra. Đi ra đi về. Ba chờ hồi nãy chờ đây. Lành đón mẹ về. Ngồi chúng mẹ nè. Thì qua đây ngồi mẹ, ngồi mẹ nè. Ngồi cho nên bắt yếu xíu. Ghế cao không ngồi, ngồi ghế. Qua đây ngồi không? Không. Ba trời mát nóng quá. Ba sửa xe đạp rất là chắc ba mẹ đi được, tại vì ba phải chống cái tay mới được đi này. Xuống hết mức rồi đó. Ăn cao quá, xe nó của đàn ông. À mình là thấp. Mẹ đi được thì mẹ phải để cái tay này để đứng lại, phải để đây. Rồi đây là bước xuống chưa? Xuống hết rồi, hết xuống rồi. Hết xuống rồi đó. Ngon chỗ này nói chuyện bình thường đó biết không? Đó, không ra với trước ngồi mẹ chụp hình mẹ với. Đang ngồi với không? Đang ngồi với trước. Có ba với David tới đón mẹ đi à, ngồi làm đi, ngồi nghỉ xíu cho mát, tại vì trời nó mát nè. Trời cái xe mát đó, với lại là mà đậu buổi xe trưa, đó. Buổi trưa nắng người ta hay ra ngồi đây người ta khi phơi mở nắng cửa, khi ba mở cửa luôn. Mà ba nhìn cái xe, ba đâu có cửa đâu. Lắm, buổi trưa David có đủ nắng. Màu ấy, David đủ màu cho đẹp. Buổi trưa là có nắng còn. David là màu màu trắng, màu đen, buổi da trắng, không có bạc nắng đen. Nhưng buổi trưa là có nắng. Bà kem bữa nay ngày lễ đi đón mẹ, bữa hôm qua ngày lễ nhưng mà chủ nhật thật mẹ không sao. Bữa đi thứ hai ngày lễ là người ta ván đó. Thôi đi vậy. Dạ, vậy vậy chưa? Mẹ đi thì mẹ cũng đi. Mẹ ngồi phía sau có David không nghe? Vâng. À. Nào chung với David. Thôi được chưa? Đi vậy. Đây. Chắc đồ đây. Đưa con.